cảnh sát vây bắt hơn 100 quái xế chạy vào đường cấm ở thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện nhóm thanh thiếu niên lái mô tô vào đường cấm trên quốc lộ 1. Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng thuộc phòng PC08 đã dừng phương tiện và lập biên bản. Ngày 25 tháng 2, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý 101 tài xế lái mô tô vào đường cấm trên quốc lộ 1. Theo phòng PC08, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác gồm tổ phòng chống đua xe, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, Bình Triệu, Cát Lái và đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phòng PC08, lập chốt trên quốc lộ 1. Lúc này, tổ công tác phát hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên lái mô tô phân khối lớn vào đường cấm nên ra hiệu dừng kiểm tra giấy tờ, tài xế và phương tiện. Đồng thời, tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tra cứu trên hệ thống đăng ký quản lý xe, dữ liệu đăng ký xe để kiểm tra chi tiết, đối chiếu số khung, số máy, nhãn hiệu, loại xe để làm rõ nguồn gốc phương tiện. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 101 trường hợp về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Đồng thời, cảnh sát giao thông cũng lập biên bản 5 trường hợp gắn biển số bị che lấp, 5 trường hợp chủ xe không thực hiện đúng quy định về biển số, 4 trường hợp không có giấy phép lái xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn lập biên bản 1 trường hợp không có giấy đăng ký xe, 1 trường hợp không có giấy phép lái xe và không có giấy đăng ký xe và 1 trường hợp nghi vấn sử dụng giấy đăng ký xe không do cơ quan thẩm quyền cấp. Tổ công tác cũng tạm giữ 6 mô tô. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết nhóm thanh niên này tụ tập tại thành phố Hồ Chí Minh rồi lái phương tiện ra thành phố Phan Thiết, Bình Thuận để tham dự lễ hội mô tô. Nhóm này lợi dụng lễ hội để thực hiện hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.